Tổng Bí thư Tô Lâm và kế hoạch truy đuổi di sản nhân sự của Nguyễn Phú Trọng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được cho là có công rất lớn trong việc trợ giúp cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đốt lò. Tuy nhiên, với quan điểm, chủ trương và kể cả hành động của ông Tô Lâm gần như trái ngược với ông Nguyễn Phú Trọng. Đây chính là lý do ông Tô Lâm đã không được ông Trọng tin tưởng và lựa chọn trong danh sách nhân sự kế cận cho ghế Tổng Bí thư. Ông Tô Lâm đã ý thức rất rõ điều này. Khi sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vấn đề, lập tức ông Tô Lâm và phe cánh đã tiến hành cuộc đảo chính không tiếng súng, với mục đích là tiếm quyền lãnh đạo trong đảng. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đột ngột qua đời khá bất ngờ, cũng như việc Chủ tịch nước Tô Lâm được Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định làm nhân vật kế cận tạm điều hành đảng cũng có nhiều điều khuất tất. Theo quy định của đảng, vị trí thường trực Ban Bí thư được coi là Phó Tổng Bí thư của đảng sẽ thay thế ngay lập tức cho ông Tổng Bí thư khi ông Trọng vắng mặt kéo dài. Đây chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đã khiến cho Đại tướng Lương Cường bất bình và kéo theo một bộ phận tướng lĩnh có biểu hiện phản đối. Trong lễ quốc tang của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều biểu hiện chống đánh xuôi kèn thổi ngược giữa Lương Cường và Tô Lâm. Nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó đã chia rẽ sâu sắc hơn. Mối quan hệ giữa ông Tô Lâm với một bộ phận tướng lĩnh quân đội cộng với số đông lãnh đạo cấp cao trong đảng vốn là di sản nhân sự của ông Trọng không ủng hộ Tô Lâm cũng đã nhanh chóng hình thành. Hình ảnh ông Tô Lâm với vẻ mặt đầy lo âu vào thời điểm hết sức bấp bênh hôm 20 tháng 5 khi Quốc hội chuẩn bị bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước. Trong lúc đó, ghế Bộ trưởng Bộ Công an chưa có phương án xác định rõ ràng ai sẽ là người được ngồi thế. Tuy nhiên, Tô Lâm đã không hổ danh là ông trùm an ninh, mật vụ và hàng bậc nhất của Việt Nam. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng với nhức đi táo bạo, vào ngày 3 tháng 8, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giành được ghế Tổng Bí thư. Trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 vào trung tuần tháng 9 năm 2024, sự chống trả từ di sản nhân sự của Tổng Trọng với ông Tô Lâm đã tỏ ra công khai và bài bản hơn với sự chống lưng của Bắc Kinh. Di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại đáng chú ý là công cuộc chống tham nhũng và những nhân sự được đánh giá là hết sức tồi tệ. Kết quả đã có rất nhiều quan chức cấp cao, kể cả các tứ trụ ủy viên Bộ Chính trị đã bị kỷ luật hoặc truy tố cùng một khối lượng không nhỏ, các quan chức cộng cán đã bỏ trốn. Vào ngày 30 tháng 10, Ban Nội chính Trung ương cho biết các cơ quan chức năng đã vận động đổ thú và truy bắt được 9 người bỏ trốn ra nước ngoài trong những vụ án tham nhũng trong năm 2024. Theo Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục yêu cầu cơ quan quyết liệt vận động đổ thú, truy bắt dẫn độ những người bỏ trốn ra nước ngoài về Việt Nam. Mới đây nhất, bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ tại phi trường Athens vào ngày 28 tháng 10, theo lệnh truy nã của Bộ Công an Việt Nam, với cáo buộc buôn lậu số lượng lớn vàng từ Campuchia về Việt Nam là một ví dụ cho chiến dịch này. Đây cũng chính là lý do Bộ Công an Việt Nam truy nã gắt gao bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bằng mọi giá. Theo giới quan sát, bị án Nhàn IC là chìa khóa mang tính then chốt để Tổng Bí thư Tô Lâm có đủ điều kiện xử lý triệt để tận gốc một số đối tượng không nhỏ, các quan chức chưa bị lộ. Đây là những quan chức lãnh đạo cấp cao nhất thuộc di sản nhân sự do Nguyễn Phú Trọng để lại và cũng là các quan chức lãnh đạo Việt Nam đã và đang chống lại Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm và kế hoạch truy đuổi di sản nhân sự của Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chính thức truy tố cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, bà Trương Thị Mai có được yên hay không? Truyền thông nhà nước đưa tin cựu Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng 9 người khác bị đề nghị truy tố liên quan đến các hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong vụ án khu đô thị sinh thái Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, ông Mai Tiến Dũng đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can bắt tạm giam vào ngày 4 tháng 5. Ông là một quan chức cấp cao trong chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Mai Tiến Dũng và một số quan chức cùng vụ bị cáo buộc giúp công ty Sài Gòn Đại Ninh
giữ lại dự án vừa kể trên. Theo đó, lãnh đạo công ty Sài Gòn Đại Ninh đã chi tiền, hối lộ các quan chức để điều chỉnh kết quả và kết luận thanh tra trước đó. Việc điều chỉnh này từ chỗ yêu cầu thu hồi đất thành cho phép giãn tiến độ dự án, rồi sau đó tìm cách chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác. Theo kết luận điều tra, ông Dũng cùng các cựu quan chức khác đã nhận hối lộ từ công ty Sài Gòn Đại Ninh. Sau khi nhận được sự hỗ trợ của các quan chức, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã chuyển nhượng dự án cho một công ty khác và đã thu lại một khoản lợi nhuận rất lớn. Trong khi đó, nhà nước không thu hồi được gần 3.600 hectare đất, gây thiệt hại vô cùng lớn. Trong vụ án này, ngoài ông Mai Tiến Dũng, còn có nhiều lãnh đạo đảng và nhà nước như Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Đáng chú ý, trong số đó có bà Trương Thị Mai, một lãnh đạo cấp cao từng được đánh giá là trong sạch nhất của đảng. Một số nguồn thạo tin cho biết, bà Mai đã sử dụng quyền lực cá nhân để can thiệp vào dự án này thông qua việc gây sức ép lên các lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng. Đổi lại, bà Mai được cho là đã nhận từ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận một căn biệt thự có giá trị khoảng 2 triệu đô la, xây bằng tiền của bà Trương Mỹ Lan. Ông Nguyễn Cao Chí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, người bị truy tố trong vụ án của bà Trương Mỹ Lan và cũng là người đóng vai trò trung tâm trong vụ án này, cụ thể, ông Chí có liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản từ bà Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo kết luận điều tra, ông Chí đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng tiền đặt cọc và thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên, sau khi bà Lan đổi ý không muốn mua lại cổ phần tại các công ty do ông Chí điều hành, ông Chí đã không hoàn trả tiền đặt cọc và thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần sang cho người khác để tránh trách nhiệm. Vụ việc này còn nằm trong cuộc điều tra lớn hơn liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong đó vai trò của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái là cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, cựu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 8 tháng 8, Phó Thủ tướng Khái đã có vi phạm trong dự án khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Giới thạo tin thì khẳng định ông Khái đã nhận hối lộ khoảng 2 triệu đô la từ bà trùm Trương Mỹ Lan là chủ của dự án khu đô thị Đại Ninh. Cũng theo giới thạo tin, dự án Sài Gòn Đại Ninh Lâm Đồng là một trong các dự án đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý. Giới quan sát cho rằng, tương tự như các nhân vật Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc, khả năng cao trường hợp của ông Mai Tiến Dũng và siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng sẽ là chìa khóa giúp cho Bộ Công an làm rõ các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan để Tổng Bí thư Tô Lâm có thể xử lý nghiêm khắc hơn. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin chính thức truy tố cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, bà Trương Thị Mai có được yên hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de